Phương xin chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay với chú Phương. Cả nhà ơi, thì hồi đợt mà nước dâng lên á, Phương với mẹ có dời mấy Phương Ngọc qua phía bên cặp với mấy bờ gừng bên đây nè cả nhà. Hôm nay hai mẹ con qua đây thăm. Hồi chuyến trước do là mới đặt đó cho nên là cũng chưa có nhảy máy nữa. Lần này là lần thứ hai rồi, Phương mời cả nhà cùng lên xuồng đi thăm với Phương và mẹ Phương nha. Đây mình sẽ kéo cái xuồng ngang cái bờ. Rồi mình đi ra ngoài miếng ngoài đây làm thăm. Con trứng trắng nổi lên. Chào. Cái gì? Cá chào. Nè cả nhà coi, cá chào đẹp hết biết luôn. Con này là cực kỳ hung dữ luôn nè. Cá lóc chào cả nhà. Con này về nuôi nó đẹp lắm. Ôi ơi. Đây nè. Cái đầu nó khác với cá lóc mình nha cả nhà. Cái vây trên nó đỏ đỏ nè. Đó, cả nhà thấy táp không? Háo ăn dữ lắm. Gặp con gì cũng táp hết trơn á. Cá vây đỏ ở bên gần này mới được hiếm lắm, mới gặp mấy con cá nó chào này cả nha. Ba ngô phi, con cá thắt lát nữa nè. Trời, cái sặc nhỏ thả ra đi. Chào này mình để đâu vậy ta? Phương tính nuôi, để ngoài khoang này đi. Phương tính đem về nuôi. Con nó nuôi nó khôn lắm. Phương căng ngang một cái nguyên một cái miếng gụn này luôn á cả nhà, miếng gụn cặp miếng gần này luôn á. Đây là Phương tăng được 3
cái cửa ngục đó nha. Cửa ngục loại này để bắt tép luôn á. Và vẫn bên này làm như ít tép, không hay chạy bằng bên chỗ Phương. Ôi, có con cá lóc bị ngợp rồi. Ôi ơi, cô Phi, con nào con nấy coi nè. Hết có biết bự luôn cả nhà. Trời ơi, con cá lóc cứng. Ủa, con cá lóc này, con lóc đâu phải cá lóc cứng. Cá lóc này là muốn vào cá lóc gì luôn hả? Ngợp rồi. Ủa, vậy? Thôi mình để đây làm mồi luôn. Mồi lươn cả nha. Cái con cái sặc với cái nhóc. Chưa có lên á, ở đây mình mò cá cạn nè, mà hôm nay cả nhà coi nước lớn gì luôn à, khủng chưa. Giờ mình sẽ vô trong cái trong đây mình xem mấy cái thấy. Qua luôn mình láng chân cả nhà. Bên đó có cái tổ chim á, hôm trước á là Phương quay cho cả nhà xem á, là lúc đó là con chim nó đã nở rồi. Hôm nay không biết nó như thế nào rồi, để tí xíu ghé thăm rồi, không biết giờ nó bay đi chưa nữa. Bên ngoài không nước lên này, nó tao nó theo lên luôn á. Ý cái cá gì bự vậy, bự con cá lóc mày ơi, bự không bự chết mổ con cá. Chừng đó, nè, nè gỗ nè. Coi chừng cái miệng nha. Ôi ôi, cá lóc nhất luôn. Ôi, vô mánh luôn cả nhà ơi. Cá lóc nhất kìa cả nhà. Nãy giờ mới đụng á. Quá ngon. Cá lóc nhất. Yeah. Này cả nhà. Đủ xịn nè, khỏe lắm. Nhặt cái gỗ lên. Con chạm này là chủ yếu là Phương kiếm cá lóc cả nhà. Cá lóc cá đen á thì bán có giá hơn. Bởi vậy nhiều khán giả nói xong mà thấy Phương săn cá ở phía bên ngoài á, thì nhiều khi nó còn nhiều hơn trong rừng nữa. Mà sao Phương lại đi vô trong rừng chi cho nó cực á, mà không săn phía bên ngoài mà cũng có cá. Thì thật ra là ở phía bên ngoài nhà biết sao, cá ở phía bên ngoài á, nó
nó nhiều thiệt, nhưng mà nó là loài cá trắng, nó không có giống như cá đen trong rừng này. Trời ơi, Phương tưởng đâu gắn bò sau lưng mẹ Phương không á. Thành ra là lâu lâu Phương với mẹ Phương mới có chuyến đi dây thun đằng xăng là vậy. Mặc dù là cá nó ít, số lượng nó ít hơn ở bên ngoài thiệt, nhưng mà nó là cá đen, bán nó cái giá dễ bán lắm cả nhà. Chiếc nào cũng bị có con ngọt chứ. Để lại làm mồi luôn nha. Thank you.
Giờ lớn rồi. Đó nó ở đây nè, nó mới bật cánh ra đó. Giờ tới cá chồng nha. Ở đây cô Quyên muốn cây dùm cung nha. Mà mỗi khi á, cô ngồi ngay đây nè, và nước sọt hết chân nè. Đừng đẩy nữa mẹ. Trời ơi. Ôi ơi cá chê luôn. Ôi ngon quá. Cái này quá ngon luôn đó nha. Thấy con nào cắt nữa, cái chân mẹ. Quá trời luôn chưa nha. Cái này cái này. Cây khô rồi quá cả nhà. Rồi vậy là vòng vòng đây có tổ chim á nha. Nó thấy mình đi lại nó la lên vậy đó. Vì vì vòng vòng đây là có số đó. Lấy cái bình, mấy cái bình bát này về cho mấy con cá nó ăn. Mấy đợt mà tôi bắt mấy cá nhỏ nhỏ đó cả nhà. Về con hả con nuôi á chung với mấy con cá chép vàng mà đợt nó có mang trứng đó. Mấy cái đi về cho nó ăn. Nó lủng một lỗ rất là lớn luôn, nước nó vô. Giờ kéo rất là nặng luôn. Con cá ra cái con đổ vô khoang. Trời ơi, hơi vị ngon luôn cả nhà ơi, cái này trúng luôn á. Cá chê nữa kìa. Đi ngon, cây nhỏ này về nuôi ngon luôn á mẹ. Trời ơi, quá ngon cả nhà ơi. Thấy cái lỗ này lại, cái nó vô rồi con cái con vô đây rồi. Trời ơi, cá lóc nó sống. Cá chào, cá lóc chào cả nhà. Trời ơi, nhỏng nhỏng cái mũi cái xuồng lên đó, nó ra. Đi lại săn mặt để bỏ vô nữa. Con bẻ ba lá chạy kìa, con nhủi vô đó đi. Bẻ lá chạy. Quá ngon cái này, chỗ này ngon ghê hết nè. Ừ. Ở ngoài đây có cái đìa sâu ở ngoài đây nè cả nhà. Lên á. Chứ ngoài có cái đìa. Có ở đây là kiểu dạng như cái hố bơm vậy đó cả nhà. À, rồi trâu nữa, trâu nó nằm nữa. Ủa, dôi chứ. Dôi rồi đó lại đây nó nằm động dũng đây nè. Nhiều lắm. Cả nhà muốn tìm hiểu kỹ hơn á, cả nhà lên Google á, search đó là dùng đất lung ngọc hoàng, khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng, đất cặp nước mà truyền thuyết hồi xưa á, là ngay cái khu của Phương đang ở luôn á. Chê chê trắng cả nhà. Cái lóc cứng. Cái lóc cứng là cá lóc nhỏ đó. Cả nhà bình luận hỏi Phương á. Cái lóc cứng là sao đó là cá lóc nhỏ. Quê Phương gọi cá mắm hoặc là cá lóc cứng. Phương thì hay nói cá lóc cứng. Phương thì hay gọi là cá lóc cứng. Đây cá lóc nữa nè. Ôi ơi, cái trắng. Trắng này nó ngon, đừng nói tới luôn cả nhà ơi. Con này mà nấu canh chua hay là chiên kho mắm gì cũng hết ý hết bài luôn đó nha.
đây một con cá lóc nhì nữa nè. Này cá lóc nhì, cá lóc gừng nó đen thui luôn. Từ con lóc nhất chỉ còn con lóc nhì vậy đó. Bữa nay chúng lớn rồi nhà ơi. Chê nữa. Bây giờ 6-7 con cá chê. Đồ sĩ nè. Sợ nó dồn ở đầu kia, đầu này không có. Trời ơi, thôi rồi nha. Thôi rồi. Quá sáng ngon luôn đó nha. Dồn lại đầu này mới cá nữa. Không tưởng đâu là đầu kia không có. Thôi bình đẹp kêu luôn. Nước lên. Bình đẹp kêu nước lớn nước dặn. Cứ cái nhánh nó xuống để ngoài nó gớt thôi. Đẩy lên. Ôi ơi. Quá ngon cả nhà. Cái này được cái chê. Ủa lộn, cái vô. Cái vô với cái sạc cái nhà. Đi xong. Xem hình quả anh. Hôm nay hình quả quá ngon luôn á. Đây cái nhà ơi, để Phương ấy con cá lóc. Cá lóc đây nè. Cá lóc dặn ở đây hai con. Thành quả hôm nay cả nhà. Quá ngon luôn chưa? Hôm nay trong rừng nha. Cô Phi. Cô Phi thì nó dính ở phía ngoài bìa rừng nhiều. Trong đây thì có cá rô, cá chê với cá lóc cả nhà. Còn cá rô phi thì nó dính ở phía ngoài bìa rừng. Chê thì 1, 2, 3, 4. Ủa? Cái chê nhỏ nhiều lắm mà.
5 chè nhỏ với 1 con cái chè lớn. Cái chè thêm cá lóc được tổng cộng 4 cá lóc. Còn lại là cá gô của mẹ đây. Còn lại là cá rô. Quá nhạt ngon nhất là cá lóc nhất với con cá lóc nhì. Cá lóc nhất với con cá lóc nhì. Con cá chê ngon nữa. Hai cho tình bác thêm về. Giờ con có mẹ Phương về nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương và đã dành thời gian để đi thăm bẫy với Phương trong gần hôm nay. Cả nhà xem đến đây cho Phương xin một lượt like và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.